Arahang samma sambuddho bhagavā bhūtaṁ bhagavantaṁ abhivādhemi Sokhato bhagavatā dhammo dhammaṁ vasvāmi Supatipanno bhagavato sevaka sangho sanghaṁ namāmi. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sankhaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài là Bậc A La Hán chánh đẳng giác. Thì do năng lực tán dương Đức Tam Bảo cái vấn tắc sinh ra hội chư chúng tăng và toàn thể chư tử luôn được vô tịnh lạc, được tấn quá trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn đồng nhau cả thảy. Sa thú lành thay. À, thú vị, hôm nay chúng ta tiếp tục bài duyên duyên khởi, tức là bốn pháp vật thực. Thì bốn cái loại vật thực, đoàn thực thì chúng ta đã tìm hiểu trong bài trước rồi. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu tới ba cái loại thực sau. Thì tiếp theo là chúng ta sẽ có xúc thực, chúng ta đây gọi là Passo Ahara. Passo Ahara. Thì phát xá là xúc xúc. Thì phát xá này xuất nguyên từ ngữ căn phút, có nghĩa là chạm vào. Thì phút xá được dịch là xúc, nghĩa là sự va chạm. Đó là sự tiếp chạm của ba pháp Phật. Giữa ba đây là quá thú, cảnh, aramana và thức là vinyana. Như vậy phát xá là xúc. Nó từ cái ngữ căn là phút. Và đó là sự tiếp chạm của ba pháp là vật vật và cảnh và thức là thức. Thì đó là cái ba pháp này. Thì Pali có giải thích như sau: Aramana Pussati Tí Phasso, nghĩa là chạm cảnh gọi là xúc, chạm cảnh gọi là xúc. Thì thông thường ở trong cái cõi năm uẩn, khi đề cập tới xúc thì tổng quát nêu ra là ba pháp. Thứ nhất là vật, tức là quá thú. Thứ hai là cảnh, là aramana. Thứ ba là thức, là vinyana. Thì thật ra chỉ cần là tâm gặp cảnh thì cái xúc đó nó cũng sẽ hiện khởi, cho dù đó là cái cõi hữu tâm hay là cõi ngũ uẩn. Như vậy cõi hữu tâm là chỉ cho những cõi nào có tâm, còn cõi ngũ uẩn là có cả sắc tinh hương, có sắc thọ tưởng hành thức. Thì cho dù rằng ấy, là có cõi hữu tâm là chỉ như muốn cõi vô sắc chẳng hạn, bạn nơi đó chỉ có tâm mà không có sắc, còn cõi ngũ uẩn thì có cả tâm lẫn sắc. Thì chỉ cần có tâm chạm với cảnh thì xúc nó sẽ sinh khởi, không sinh khởi. Trước tiên chúng ta tìm hiểu về cái ba cái pháp này, tức là xúc là sự gặp gỡ giữa ba pháp là vật, tâm và cảnh, hiểu vậy? Thì vật là gì? Vật thì chữ quá thú. Thì quá thú vật ở đây thì là chỉ cho các pháp nó vừa là nơi nương cho tâm sinh lên, mà cũng nó cũng là vừa là cái cửa để cảnh đi vào, để cảnh đi vào. Như là chúng ta có nhãn vật, chữ Pali gọi là chắc cú quá thú. Quá thú là vật, chắc cú là con mắt, cho nên là chắc cú quá thú là cái nhãn vật. Nhãn vật là gì? Nhãn vật là chỉ cho nơi mà nhãn thức nó sinh lên, nó trú trong đó, đồng thời nó cũng là cái nơi mà cảnh sắc đi vào, cho nên nhãn vật chữ Pali là chắc cú quá thú. Thì nó cũng tương đồng với cái chữ là nhãn môn, tức là chắc cú đô rá. Đô rá là cái cửa, cho nên nó chỉ là cái cửa để cho cảnh sắc đi vào. Mà khi cảnh sắc đi vào
Rồi tâm nó tiếp chưa xúc với cảnh sắc, nó nảy sinh ra một cái nhãn xúc. Từ nhãn xúc nó thì nhãn thức nó sinh khởi. Và nhãn thức nó sinh khởi thì nó có cái chỗ trú, cái chỗ trú. À, chỗ trú đó là chính là cái nhãn vật, tức là cái thần kinh nhãn đó, nhãn đó. Thì cái nhãn vật hay là cái nhãn môn, nó chính là cái tinh chất nhãn, tinh chất nhãn, tức là chắc khú bát sa đát. Thì nôm na cái sắc tinh nhãn này được gọi là một cách nôm na gọi là thần kinh nhãn. Các bạn thì nhãn vật hay là nhãn môn là cái cửa ngõ để cảnh sắc đi vào, và khi nó tiếp xúc với cái dòng tâm hữu thần, à, cái cảnh sắc này chữ Pali gọi là rupa ramana, à, nó đi vào, và khi nó đi vào nó tiếp xúc với cái dòng tâm hữu thần thì nó sinh khởi lên nhãn xúc, và từ nhãn xúc nó cái nhãn thức nó sinh khởi lên, à, là cái nhãn thức nó sinh khởi lên, nó có chỗ trú, à, thì nó trú ở đâu thì nó sinh ra ở nhãn vật, thì nó có trú ở tại nhãn vật, và nó trú ở nhãn vật như vậy thì à, cái thần kinh nhãn này nó được gọi là nhãn vật, nó là như vậy. Như vậy vật là gì? Vật là nơi mà tâm sinh ra và nó trú ở trong đó, nó nhậu trú ở trong đó. Tương tự chúng ta sẽ có nhĩ vật, tức là sô tá quách thú, hay là nhĩ môn, tức là sô tá đô rá. Đó là cái tinh chất nhĩ, chữ Pali là sô tá bát sa đá. Thì gọi cái tinh chất nhĩ này, gọi nôm na nó là cái thần kinh nhĩ, thần kinh nhĩ. Và cái thần kinh nhĩ này được gọi là môn bởi vì nó là cửa ngõ để cho những âm thanh hay là sắc cảnh thinh, giữa sắc cảnh thinh Pali gọi là sắc dharmana đi vào, và nó làm sinh khởi lên cái nhĩ xúc giống như cái nhãn xúc vậy. Và khi cái tâm nhĩ thức nó sinh lên thì nó trú ở tại cái sắc thần kinh nhĩ này, và sắc thần kinh nhĩ này được gọi là nhĩ vật, nhĩ vật, nhĩ vật, nhĩ vật. Thì chúng ta sẽ tiếp nữa cái vật thứ ba, tức là cái tỷ vật, tỷ vật, tỷ vật hay còn gọi là cái tỷ môn. Tỷ vật chữ Pali gọi là kha ná quá thú, còn tỷ môn gọi là kha ná đo rá. Nó cũng chỉ là một thôi, nhưng mà ở chức năng của nó là chỗ nương cho cái tâm sinh lên thì nó gọi là vật, mà nó làm cái cửa ngõ để cái cảnh đi vào thì nó gọi là môn, nó là vậy thôi, nhưng cũng chỉ là một thôi. Thì đó là cái tinh chất tỷ, chữ Pali gọi là khana basada, thì gọi nôm na nó là cái thần kinh tỷ. Tỷ vật là nơi nương của tỷ thức, cũng là tỷ môn, vì đó cái cửa là cửa ngõ để cảnh mùi, tức là ganh tha ramana đi vào, đi vào làm sinh khởi lên tỷ xúc. Điều thứ tư là thiệt vật, chữ Pali gọi là chí hòa ha quá thú, hay là thiệt môn, đó là chí hòa ha đo rá. Nó là một tinh chất thiệt, Pali gọi là chí hòa ha bát sa đá, thì gọi nôm na là nó thần kinh thiệt. Thần kinh thiệt hay là thiệt vật là nơi nương của thiệt thức, và cũng là thiệt môn, vì đó là cái cửa ngõ để sắc cảnh vị, tức là rasa ramana, rasa ramana hay là cái vị chất đi vào làm sinh khởi lên thiệt xúc, rồi nảy sinh lên là cái thiệt thức. Tiếp theo nữa, cái vật thứ năm đó là thân vật, thân vật. Chữ Pali là ca giá quá thú hay là thân môn, ca giá no rá. Đó là cái tinh chất của thân, chữ Pali là ca giá bát sa đá, mình gọi nôm na nó chính là thần kinh thân. Thân vật là nơi nương cho thân thức, nó cũng là thân môn, vì đó là cái cửa ngõ để cảnh xúc. Cảnh xúc chữ Pali gọi là pottabbaramana, pottabbaramana, nó đi vào làm sinh khởi lên thân xúc, rồi từ thân thân xúc nó khởi lên thân thức, và khi có thân thức thì cái thần kinh thân này nó làm chỗ nương cho cái thân thức đó, thì nó trở thành là thân vật.
Như vậy chúng ta thấy là chữ xúc nó là cái sự gặp mặt của ba cái pháp. Thứ nhất là vật, là nơi nương, hoặc là cái chỗ mà tâm thức nó trú ngụ, và cũng đồng thời là cái cửa ngoại trừ ý thức, ý xúc ra thôi, người ngoại trừ ý ý vật thôi, nó là cái cửa ngõ để cho cảnh năm cảnh sắc tinh hương vị xúc đi vào, và nó làm nơi nương cho năm thức như vậy. Vậy chúng ta có năm xúc như vậy. Và một câu hỏi được đặt ra rằng vì sao cần phải có thức, tức là huynh nha ná. Thức ở đây là chỉ cho cái tâm hữu Phật, như tâm hữu Phật, tức là Pháp Quang Quả Chích Tá. Khi cảnh nó chưa tiếp chạm với tâm hữu Phật thì cái xúc ngoại nó chưa sinh khởi, mà còn cái xúc mà ở trong cái tâm hữu Phật được gọi là xúc nội, xúc bên trong. Vì cái cảnh của xúc ở trong tâm hữu Phật nó khác với cảnh bên ngoài đi vào. Cái cảnh bên ngoài đi vào nó cắt đứt đi cái cảnh bên trong của tâm hữu Phật. Và khi đó cái tâm, cái cảnh đó nó chạm vô tâm hữu Phật như vậy, tâm hữu Phật như vậy, thì nó nảy sinh ra một cái mới. Cái mới này được gọi là xúc. Bởi vì cái xúc này nó có cái cảnh là cảnh mới đi vào. Còn cái xúc ở trong tâm hữu Phật đó là cái xúc của nó bắt lấy cái cảnh cũ, chứ nó không phải là cảnh mới nữa. Cho nên cũng tuy là cùng tên gọi là xúc, nhưng đối cảnh nó khác nhau. Cho nên xúc của tâm hữu Phật nó khác, còn xúc của cái tâm mới nó là khác. Thì khi cảnh mà chưa tiếp chạm với dòng tâm hữu Phần đó thì xúc nó chưa có sinh khởi được, tức là xúc mới này nó chưa sinh khởi được. Bao giờ cái cảnh của tâm hữu Phần nó bị cảnh mới này nó xâm nhập vào và nó cắt đứt đi, thì khi mà tâm hữu Phần mà tiếp chạm với cảnh mới này thì bây giờ xúc của cảnh mới này đó, tức là xúc này nó biết cái cảnh mới, nó không phải là biết cái cảnh cũ của tâm hữu Phần nữa. Nó mới sinh lên theo cái tương ứng như vậy. Như chúng ta thấy là như sự thấy chẳng hạn vậy. Sự thấy nó cứ do ba cái pháp hội tụ lại, ba pháp hội lại. Tức là nhãn vật, rồi cảnh sắc và nhãn thức. Nhãn thức thì nhãn xúc nó sinh lên từ cái cảnh sắc nó chạm vào cái tâm của Phật, và cái xúc này nó bắt lấy cảnh sắc, bắt lấy cảnh sắc, và nhãn thức cũng bắt lấy cảnh sắc, nó làm sự thấy, làm sự thấy. Và cho nên cái xúc này nó nương theo cái thức này mà được định danh cho nó. Cái thức này nó bắt lấy cảnh sắc, nó gọi là nhãn thức, và cái xúc này nó biết, cũng biết là cảnh sắc, cho nên nó được gọi là nhãn xúc. Nó là như vậy. Và chúng ta những cái thứ, những cái xúc còn lại là chúng ta cũng nắm bắt ý như vậy. Một điều cần lưu ý rằng nó cần phải có cái tâm, tức là phải cần có tâm hữu Phần thì xúc kia mới sinh khởi được. Còn nếu như không có tâm hữu Phần, tức là cảnh nó không có chạm tâm hữu Phần, nó không có chạm tâm hữu Phần thì cái xúc nó không thể sinh khởi được. Mà cảnh mà muốn chạm vô cái tâm hữu Phần thì nó phải có một cái cửa ngõ để nó đi vào, và chính cửa ngõ đi vào đó đó được gọi là môn hay là đô ra. Nó đi vào đó thì nó đụng chạm tới cái tâm hữu Phần, mà khi nó tâm hữu Phần bắt lấy cảnh đó, mà cái cảnh đó nó chiếm lấy cái nó xâm chiếm, nó cắt đứt cái cảnh cũ ở trong tâm hữu Phần, và nó ngự trị trọn vẹn trong tâm hữu Phần. Thì tâm trong tâm hữu Phần nó đụng chạm với cảnh mới này, và khi đụng chạm cảnh mới này thì nó nảy sinh ra một cái va chạm mới. Va chạm mới đó được gọi là xúc. Tùy theo cái cảnh đi vào thì cái xúc này nó được mang tên theo cái cảnh đó, qua cái thức đó. Ví dụ như cảnh sắc đi vào thì nảy sinh ra là nhãn thức, và cái xúc nó được gọi là nhãn xúc. Rồi cảnh thinh nó cũng đi qua cái cửa ngõ là lỗ tai, rồi khi mà nó chạm vô cái dòng tâm hữu Phần thì nó sẽ nảy sinh ra một cái xúc, rồi cái xúc nó làm cho
cái nhĩ thức nó sinh khởi, và cái nhĩ xúc này nó biết lấy cái cảnh âm thanh, tức là cảnh thinh, và người ta sẽ gọi nó theo cái tên của cái thức mà nó sinh khởi đồng sanh với nó, tức là nhĩ thức, nên cái tên của nó sẽ là nhĩ xúc. Tương tự như vậy thì cái năm sắc thần kinh nó chạm với tâm hữu phần, xin lỗi, năm sắc cảnh nó chạm với tâm hữu phần, nó nảy sinh ra năm loại xúc, nó là như vậy. Và cần phải có tâm hữu phần, vì một người tuy có mắt, tức là có nhãn vật, nhưng mà có cảnh sắc đi vào trong cái cửa ngõ đó, nhưng mà nó không chạm với cái tâm, tức là nó không có sự chú ý đến cảnh sắc, thì nhãn thức nó không sinh khởi lên. Mà nhãn thức không sinh khởi lên do cái nhãn xúc nó không hiện khởi. Cho nên cái sự xúc ở đây nó phải hội đủ được là cái cõi ngũ quẩn, hội đủ được ba pháp, tức là vật, tức là cái cửa ngõ để đi vào, rồi cũng là cái nơi nương cho tâm mới sinh lên, và đồng thời cái cảnh và cái thức nó nảy sinh ra tương ứng như vậy. Và tuy rằng như là tai có lỗ tai, tức là nhĩ vật, rồi có âm thanh, nhưng mà không có sự chú ý. Thế như trường hợp những cái học sinh trong lớp, lỗ tai họ có, nó có đó, tiếng dạy của những cô giáo có đó, nhưng mà cái học sinh nó không có chú ý, cho nên nó không nhận thức được cái lời dạy của cô giáo, và khi cô giáo hỏi lại thì nó sẽ u ớ vì nó không có nhận thức được cho bài. Như vậy thì cho thấy rằng nó có cái lỗ tai, tức là nhĩ vật, nó có âm thanh, nhưng mà nó không có sự chú ý tới, nó không có sự tác ý tới, thì cái nhĩ thức nó không sanh lên, và nhĩ thức nó không sanh lên thì nhĩ xúc nó không có mặt. Nhĩ xúc nó không có mặt cho nên cái sự nhận biết về âm thanh nó không có, không có, cho nên đứa trẻ nó sẽ không có trả lời được câu hỏi của cô giáo, nó là như vậy. Cho nên khi nói ở trong cõi ngũ quẩn này, khi nói về xúc thì phải hội đủ ba cái pháp là vật, cảnh và thức, nó là như vậy. Trường hợp tuy rằng có lỗ tai, có nhĩ vật, tức là không có sự chú ý nhưng mà vẫn nghe được, trường hợp đó là khi nào mà cái âm thanh quá lớn, giống như một tiếng nổ, hay là giống như tiếng sấm chẳng hạn vậy, hay là nó có cái độ cường mạnh giống như cái mùi nó nồng nặc, mùi nó đầy hôi thối, vân vân, thì lúc đó dù không có tác ý nó cũng có thể nảy sinh ra được, nó là cái trường hợp nó đặc biệt thôi. Do đó được nói rằng không có thức thì xúc không sinh khởi được. Và chính vì vật, cảnh và thức nó sai biệt nên có xúc sai biệt. Vật nó là sai biệt bởi vì nó thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, nó đã là sai biệt luôn, cả sắc ý vật nó cũng đã là sai biệt, cho nên cái vật nó đã sai biệt và các cảnh nó cũng sai biệt. Cảnh sai biệt nó gì? Hay là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Cái vật nó sai biệt, cái cảnh nó sai biệt, cho nên cái thức nó sai biệt, mà cái thức sai biệt thì nó dẫn tới cái xúc nó sai biệt, xúc nó sai biệt, nó là như vậy đó. Ở trong tập tương ưng kinh bộ kinh 2, trong tương ưng bộ kinh 2, cái chương tương ưng giới, tức là tha tú sân dứt tăng, giới đây là cái bản chất đó, tức là tha tú đó, người tha tú à sân dứt tăng. Cái phẩm thứ nhất là phẩm sai biệt na nát tăng, xin lỗi, na nát bá quốc cô kinh xúc sai biệt, tức là phát xá na nát bá xuất tăng, ký hiệu là A2 140. Thì Đức Phật từng có dạy rằng tha tú na nát tăng viết khá quê bát tích chá ấp bát chát tế ấp bát chát tế phát xá na nát tăng. Này các tỳ khưu, do duyên giới sai biệt nên xúc sai biệt khởi lên. Các tá manh chá thích khá quê tha tú na nát tăng. Và này các tỳ khưu,
thế nào là giới sai biệt? Giới sai biệt. Thì Đức Phật Ngài dạy rằng là chắc phú tha tú, sô tá tha tú, kha ná tha tú, chí hê tha tú, kha ná tha tú, ca giá tha tú, má nô tha tú. Ý đăng vút trách tí phích khâu quê tha tú na nát manh. Tức là nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới. Ý giới, ý giới. Này các tỳ khưu, đây gọi là giới sai biệt. Đây gọi là giới sai biệt. Như vậy khi giới sai biệt là chúng ta có cái nhãn giới, nhĩ giới, rồi tỷ giới, rồi thiệt giới, rồi thân giới, rồi ý giới, ý giới. Và Đức Phật thì giải tiếp, mình không giải tiếp. Này các tỳ khưu, do duyên nhãn giới, nhãn xúc sinh khởi. Do duyên nhĩ giới, nhĩ xúc sinh khởi. Do duyên tỷ giới, tỷ xúc sinh khởi. Do duyên thiệt giới, thiệt xúc sinh khởi. Do duyên thân giới, thì thân xúc sinh khởi. Do duyên ý giới, ý xúc sinh khởi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái giới này nó sai biệt, nó là như vậy, như vậy. Và giới sai biệt nó dẫn tới cái xúc nó sai biệt như vậy. Chữ giới chứ là chữ tha tú thì ở đây chỉ cho 18 giới. Nói về giới thì ở đây chỉ cho 18 giới. 18 giới đó là cái gì? Là 6 quyền hay là 6 căn. Tức là yên đi giá. Nó gặp cho 6 cảnh là sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Và hợp với 6 thức. Nó 6 căn, 6 cảnh, 6 thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Thì tổng cộng lại nó là 18 cái giới, 18 là như vậy. Và những cái giới này nó phối hợp tương ứng với nhau. Nó không có hề có sự nhầm lẫn, nó không có sự lẫn lộn được. Nó sẽ có tương ứng với nhau theo từng bộ ba một, Như chúng ta sẽ có rằng nhãn quyền, tức là thần kinh nhãn, nó gặp với cảnh sắc và gặp với nhãn thức thì nó sẽ cho ra, nó tạo thành ra cái nhãn xúc. Rồi nhĩ quyền thì nó phải gặp với cảnh thinh, nó không thể gặp cảnh sắc được, ngay lỗ tai nó không thể gặp cảnh sắc được, nó chỉ gặp cảnh thinh, chứ tương ứng vậy. Và nó hợp với cái nhĩ thức và từ đó nó cho ra là nhĩ xúc. Tức là bộ ba nó tương ứng nhau như vậy. Tỷ quyền tức là thần kinh mũi, nó gặp cảnh mùi và nó gặp với tỷ thức thì nó cho ra là tỷ xúc nha các bạn. Rồi thần kinh lưỡi tức là thiệt quyền, nó gặp cảnh vị tức là vị chất. Rồi nó gặp chế thiệt thức thì nó cho ra thiệt xúc. Thân quyền tức là thần kinh thân đó, nó gặp cảnh xúc và nó gặp thân thức thì nó sẽ cho ra nó gặp thân thức thì nó sẽ cho ra là thân xúc. Rồi ý thức, nó gặp cảnh pháp nó sẽ cho ra là ý xúc. Như vậy có 6 xúc là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. 6 xúc này nó sai biệt nhau. Cho nên Đức Phật thầy dạy rằng cái do 6 giới sai biệt nên có 6 xúc nó sai biệt như vậy. Đồng thời cũng nên nhận biết rằng do thức tiếp chạm với cảnh thì xúc nó sinh khởi. Xúc thức ở đây mà chỉ cho cái tâm hữu phần, còn xúc sinh khởi không phải là xúc có trong tâm hữu phần. Thì cái điều này chúng ta cũng đã giải thích, nắm bắt được như vậy rồi.
Và khi mà nhãn xuất nó sinh khởi thì nó giúp giúp cho cái nhãn thức cùng sinh lên, cũng như các pháp tương ưng với nó cùng sinh lên theo cách là đồng sinh duyên, đồng sinh duyên, tức là sa há cha tá bách gia vô. Tức là khi mà nhãn xuất nó sinh khởi thì ngay lập tức nó cũng có nhãn thức sinh khởi, rồi nó cũng có nhãn thọ sinh khởi, rồi nó cũng có nhãn tư sinh khởi, rồi nó cũng có cái nhất hành tâm á, nhất hành tâm về thời mà nhãn nó cũng sinh khởi, đúng không? Bởi vì nó sẽ có cái những tám cái tâm sở biến hành, nó giống như vậy đó. Và cái xúc này chúng ta hiểu theo cái nghĩa là xúc chạm, thì cũng phải hiểu rằng cái xúc này nó không nên hiểu rằng một cái sự đụng chạm xuống. Cái đụng chạm xuống nó không có phát sinh cái xúc được đâu. Cái gì đụng chạm xuống nó là gì? Đụng chạm xuống là sự va chạm giữa sắc pháp với sắc pháp. Thì giữa sắc pháp với sắc pháp nó cũng có sự gia chạm riêng của nó. Nhưng mà vì nó không có cái thức, nó không có thức, cho nên cái sự va chạm này nó không thể sinh lên cái sức, cái xúc được, xúc được. Ví như là cái ngọn gió nó làm lay động lá cây, thì ngọn gió nó là sắc pháp, lá cây nó cũng là sắc pháp, nhưng mà ngọn gió nó làm lay động lá cây không biết và ngọn gió cũng không biết, hai thứ nó hợp nhau như vậy nó cũng tạo ra một cái không biết, chứ không phải như nó tạo ra một cái xúc để mà hiểu biết được, nó cũng không biết gì hết. Thì cái này được gọi là cái đụng chạm xuống, hoặc giống như là một tảng đá nó va chạm vào một tảng đá thì nó kêu tiếng ầm hay hoặc là mẻ vỡ thì tảng đá vậy, nhưng mà nó không có biết, nó không biết, nó không tạo ra một cái xúc nào cả. Những va chạm xuống này không làm sinh khởi sự biết cảnh, nên nó không phải là cái tâm sở xúc. Do vậy xúc mà thật sự đây là chỉ cho tâm sở xúc đó, là phải là cái sự biết cảnh. Và cái xúc thực ở đây tức là chỉ cho cái tâm sở xúc. Khi nó tiếp xúc với cảnh nào đó, thì khi mà tiếp xúc với cảnh nào đó thì nó làm cho sinh khởi lên cái tâm. Nó đồng sinh khởi với cái tâm. Mà cái tâm này chủ yếu của cái tâm này là nó nhận lãnh được cái thọ. Khi có cái tâm là chúng ta phải đang nói về cái thọ. Bởi vì tâm là nó nhận biết thọ. Thọ là cái điều mà tâm cần phải nhận biết trước đi, hay là thức nhận biết trước đi. Cho nên xúc nó làm cho cái tâm sinh khởi lên, và khi tâm sinh khởi lên thì tâm nó nhận biết cái thọ đó. Cho nên Đức Phật ngài mới dạy rằng xúc duyên cho thọ là ở chỗ này. Và khi mà xúc mang tới cảm giác cho tâm, tức là mang tới thọ cho nên tâm, mang cái sự thu nhận, cái lãnh nạp cái thọ đến cho tâm, thì cái xúc nó được gọi là xúc thực. Thực có nghĩa là mang đến, tức là ahara, chúng ta tìm biết cái chữ đồ thực nãy rồi. Ahara có nghĩa là mang đến. Mà xúc này nó mang đến cái cảm thọ cho tâm, cho cái tâm mới đó. Cho nên do nó mang đến cảm thọ mới cho tâm như vậy, cho nên nó được gọi là xúc thực. Bởi vì nó chữ ahara có nghĩa là mang tới, mang lại, nó là như vậy. Và xúc thực là một pháp rất quan trọng, nó rất quan trọng. Từ xúc các pháp tương ứng nó khởi lên theo cách đồng sinh duyên, đồng sinh duyên. Và cái tầm quan trọng của cái xúc được Đức Thế Tôn nhấn mạnh ở trong bài kinh, trong Tăng Chi Kinh chương 10 pháp, cái phẩm thứ 6 là phẩm tâm của mình, chữ Pali gọi là Xá Chích Tá Quát Vô. Bài kinh nó có tên gọi là Kinh Lấy Căn Bản Nơi Đức Thế Tôn. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu.
về Tứ Minh Châu. Chữ Pali gốc của nó là Mula Cá Xuất Tăng. Mula Cá là gốc rễ, kinh gốc rễ Xuất Tăng, bài kinh về gốc rễ. Nhưng mà ngài dịch ra là lấy căn bản từ nơi Thế Tôn thì cũng không hiểu lý do nào. Thì chữ Pali gọi là Mula Cá Xuất Tăng số 58, ký hiệu là A5 106. Thì Đức Phật người có dạy rằng Phát Xá Samudaya Sabbe Thamma, tất cả các pháp lấy xúc là tập khởi. Samudaya là tập khởi, tức là tất cả các pháp lấy xúc để sinh ra, để sinh ra, để sinh ra. Cho nên chúng ta mới thấy là cái xúc thực này nó rất là quan trọng. Nếu như không có xúc thì các pháp khác không thể sinh ra, không thể sinh ra, và chính là nhờ nó mà các pháp khác mới sinh ra. Thì cái câu kệ ngôn này nằm ở trong A5 107. Thì thực chữ Ahara là chữ thực, nó có nghĩa là mang đến hay là duyên, mà chúng ta đã tìm hiểu ở bài trước rồi. Thì xuất thực mang đến thọ hay làm duyên cho thọ, quên đó na, xin khởi là. Và ngài Sariputta có giảng cho tôn giả Phu-vi-chá như sau: này thì giả Thế Tôn đã dạy là lạc khổ do duyên sinh, do duyên sinh. Lạc khổ này nó chính là thọ đó, thọ lạc khổ là do duyên sinh. Do duyên gì? Do duyên xúc. Mà cái nào ký hiệu là S2 37, tức là ở trong phẩm tương ưng nhân duyên đó, tương ưng duyên. Thì Đức ngài Sa Phật này đã giảng cho tôn giả Phu Mi Chá như sau: này hiện giả Thế Tôn đã dạy là khổ do duyên sinh. Do duyên gì? Do duyên xúc. Cho nên chúng ta thấy rằng cái xúc này nó rất quan trọng, nhờ nó mà tất cả những cái pháp hữu vi nó có khả năng nó sinh lên, theo cách đồng nhân duyên cũng có không vậy, nghĩa như vậy. Bởi vì tất cả các pháp lấy xúc làm tập khởi, tức là gom lại hết để nó khởi lên, nó gom lên khởi lên. Và trong bài kinh này rất là nhiều, tức 10 pháp, nhưng mà chúng ta có thể nó bắt được là thứ nhất là các pháp lấy ước muốn làm sinh khởi, có ước muốn thì cái pháp kia nó mới có cơ hội sinh khởi. Rồi các pháp lấy tác ý, tất cả các pháp lấy ước muốn làm căn bản, xin lỗi, ước muốn làm căn bản. Rồi tất cả các pháp lấy tác ý làm sinh khởi. Phải lấy tác ý làm sinh khởi. Không có tác ý tới thì cái pháp kia nó không có hiển thọ, là nó không hiển lộ được, nó không có khởi lên được. Rồi tất cả các pháp lấy xúc làm nơi tập khởi, tức là gom lại để mà nó cho sinh ra, cái kia làm sinh khởi thôi. Cho nên có một số Phật tử không biết là hấp thụ một cái lý thuyết ở đâu mà nói là cũng làm việc mà con không mong cầu, không mong cầu gì hết, không mong cầu. Cứ là thản nhiên vậy thôi. Thì do không có tác ý như vậy thì cái kết quả tốt nó sẽ không có được, không có được. Tức là cái pháp dục, đức ước muốn, pháp dục nó không sinh khởi lên. Mà pháp dụng nó chỉ cho những thiền định, đà thắng trí, đạo quả, niết bàn, đúng không? Mà không có tác ý tới, tức là không mong cầu, không tác ý tới là nó không sinh khởi lên, không sinh khởi lên. Cho nên nó không biết là lấy được cái lý thuyết này ở đâu, trong kinh tạng Bali thì không hề thấy, chỉ nói là con làm việc chứ tâm không có mong cầu, không có mong cầu, không mong cầu, không mong cầu về tham ái thôi, chứ còn không còn mong cầu hết thượng thượng nhân thì cần nên mong cầu chứ, mong cầu cái đạt niết bàn để thoát khỏi dòng sinh tử luân hồi, mong cầu chứng đạt được thiền định để làm cái căn bản để triển khai thiền quán, vân vân, nó là như vậy. Thì chúng ta nắm bắt được là cái thức thực này nó rất là quan trọng, đó là như vậy. Rồi Đức Thế Tôn ngài có ví thức thực, bởi vì thức thực nó sẽ mang, xin lỗi, xúc thực. Rồi Đức Thế Tôn ngài có ví xúc thực, vì xúc thực nó mang tới thọ, nhớ nó mang tới thọ. Với hình ảnh một con bò cái bị lở da, khi mình đụng chạm thì mình sẽ quán rằng sẽ có cái cảm giác thọ nó đi tới, thọ lạc hay là thọ cổ hay thọ không cổ không lạc, nhưng mà thọ nào đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là khổ mà thôi, chứ nó không có một cái lạc nào cả hết. Thì Đức Phật ngài ví xúc thực này giống như là cái con bò cái bị lở da,
Và nếu nó đứng ở giữa bờ tường thì các sinh vật ở tường sẽ cắn nó. Nếu nó đứng dựa vào cây thì các sinh vật sống ở cây cắn nó. Nếu nó dựa vào nó đứng ở trong nước thì các sinh vật sống trong nước cắn nó. Nếu nó đứng giữa hư không thì các sinh vật sống giữa hư không cắn nó. Này các tỳ khưu, con bò cái nó đứng dựa vào chỗ nào? Chỗ nào thời các sinh vật ở trong các chỗ đó cắn nó. Như vậy này các tỳ khưu, xúc thực cần phải được nhận xét. Và Đức Phật Ngài dạy nhận xét nào? Này các tỳ khưu, xúc thực cần phải hiểu biết rằng, hiểu biết thì ba cảm thọ được hiểu biết. Khi ba cảm thọ được hiểu biết, thời ta nói rằng vị thánh đệ tử không có việc gì cần phải làm thêm nữa. Tức là quán thọ tứ niệm xứ đấy, quán thọ tứ niệm xứ đấy. Thì Đức Phật này chúng tôi lặp lại cái đoạn kinh đó để quý vị nắm bắt được. Bởi vì chúng ta nhớ rằng là xúc sẽ duyên cho thọ, và xúc thực này Đức Thế Tôn ngài ví như con bò cái bị lột da vậy đó, bị lột da vậy đó. Cho dù rằng là không có con vật nào chăng nữa thì cái da đó, nó bị lột đó, là gió thổi vô nó cũng rát, nó cũng đau nhức hoặc là khó chịu, con vật đừng nói như vậy. Thì Đức Phật ngài ví như cái xúc thực này giống như là cái con bò cái bị lột da, và nó nếu mà nó đứng dựa vào tường thì các sinh vật ở trong tường cắn nó. Chúng ta có cảm giác là nếu mà chúng ta bị lột da chỗ nào đó, cái nước nó nhỏ vô chúng ta cũng thấy rát, nước tức thường thôi chứ không phải là nước muối hay thứ gì đó, nó nhỏ vô chúng ta cũng ta cảm thấy rát rồi. Nếu nó đứng ở giữa vào tường thì các sinh vật ở tường cắn nó. Nếu đứng giữa vào cây thì sinh vật sống ở cây cắn nó. Tức là cho dù cái sinh vật nó muốn chỉ cho cái cảm giác nó gia chạm tới, nó gia chạm tới, dù cái cây nó không có sinh vật nào nhưng mà nó cọ vô chỗ mà bị trầy, nó cọ vô cái chỗ bị da bị lột đi thì nó gây một cái sự đau nhức như thế đó. Nếu nó đứng ở trong nước thì các sinh vật sống trong nước cắn nó. Nếu nó đứng giữa hư không thời các sinh vật sống giữa hư không cắn nó. Này các tỳ khưu, con bò cái ấy đứng dựa vào chỗ nào thì nó sẽ bị những sinh vật ở chỗ đó cắn nó. Như vậy này các tỳ khưu, xúc thực cần phải được nhận xét. Này các tỳ khưu, xúc thực được hiểu biết thời ba cảm thọ được hiểu biết. Khi ba cảm thọ được hiểu biết thời ta nói rằng vị thánh đệ tử không có việc gì cần phải làm nữa. Cái bài kinh này có ký hiệu là S2 97. Như vậy chúng ta thấy rằng cái xúc thực nó rất là đặc biệt, nguy hiểm là nó là như vậy. Sa thu lành thay, ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xa ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thi tiện bệ cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn não phước hằng xa. Tỳ khưu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tinh nữ công phu đều là thi chủ đồng phù trợ nhân. Những người trong khắp thôn lân kiệu cư châu quận được phận an khương, chúng sanh bốn loại thông thường, noãn thái
loại thập hoa khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đăng mà dứt khổ truyện quanh đó đài, cầu cho hưng thành lâu dài, pháp thiện trí thức các ngài mở mang, bậc tu sinh được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thành cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thái chung con tận hoa trong pháp Phật rồi giáo truyền. Do sự phước báo mà chúng con đã học pháp hôm nay, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ nằm nơi tâm.